Alo, dạ chào mừng quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Gất Việt. Hôm nay là ngày 1 tháng 3 năm 2022, tức là đúng một năm sau những cái ngày mà bà Nguyễn Phương Hằng liên tục livestream rồi vạch trần một số cái góc khuất của xã hội đó. Chúng ta thấy rằng từng cái vụ việc bà Hằng đưa ra thì được công chúng ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa luôn. Đúng như những cái câu slogan mà bà Hằng từng tuyên bố trước đây đúng không cả nhà? Từ cái vụ Võ Hoàng Yên, vụ Hoài Linh và rồi một số nghệ sĩ hay là hàng loạt những cái vấn đề nói chung là khá nhức nhối của xã hội mà từ trước đến nay chưa ai lên tiếng và chưa ai làm được như vậy ha. Và chính vì cái chuyện mà một năm bà Hằng đưa ra nhiều cái vấn đề như vậy đó thì hôm nay lại có một cái thông tin cực kỳ là sốc liên quan đến cái người đầu tiên khơi mào cho cái drama này, đó là cái vụ việc của ông Võ Hoàng Yên. À, cái vụ việc con Võ Hoàng Yên tiếp tục đã có những cái thông tin mới nhất về những cái dấu chấm hỏi, những cái nghi vấn mà người ta đặt ra. Thì mới đây trên báo Tuổi Trẻ đã thông tin thêm về những cái vụ việc của liên quan đến Võ Hoàng Yên cả nhà. Khá là sốc, thật sự là sốc. Bởi vì sao? Báo Tuổi Trẻ đăng một cái bài viết với tiêu đề á là không khởi tố hình sự vụ người dân tố ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh gây chết người. Tức là sẽ không khởi tố cái vụ vụ việc mà không biết là vô ý gây chết người gì đó. Cả nhà nhớ là có 5 năm cái nạn nhân, 5 người thân của nạn nhân người ta đã gửi đơn ra Bình Thuận. Trong đó cái bài báo báo Pháp Luật Việt Nam á, là đăng chi tiết nhất về 5 cái nạn nhân này. Tuy nhiên thì hôm nay báo Tuổi Trẻ đăng một cái bài là sẽ không khởi tố vụ hình sự về cái tội là người dân tố ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh gây chết người. Và cái diễn biến như thế nào thì mình xin chia sẻ cái bài viết của báo Tuổi Trẻ luôn nha. Mới đăng cách đây vài giờ thôi, chưa đầy 1 giờ đồng hồ. Báo Tuổi Trẻ ghi rằng là trao đổi với Tuổi Trẻ Online trưa ngày 1 tháng 3, một lãnh đạo của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận xác nhận cơ quan cảnh sát điều tra cung cấp đã thông báo là không khởi tố hình sự vụ người dân tố giác ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh gây chết người. Theo đó thì cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Tánh Linh đã có thông báo về việc giải quyết tin báo tố giác tội phạm của 2 người ở thành phố Thủ Đức. Tức là cái vụ này nếu mà nó hoàn toàn không khởi tố thì chúng ta cũng phải xem xét lại, bởi vì nếu như bài báo này đăng là cái tin tố giác của người ở Thủ Đức thôi, tức là chỉ có 1 trường hợp thôi. Vậy thì còn 4 trường hợp lại giống như luật sư Kim đã từng chia sẻ đó, thì mình không biết là những cái người đó có tố giác hay không, hay là bên công an người ta chỉ điều tra một cái vụ này, thì cái chuyện đó chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Nhưng mà rõ ràng cái vụ này là chỉ có một cái trường hợp thôi nha, một trường hợp ở Thủ Đức thôi đó. Giải quyết tin báo tố giác của 2 người ở Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đối với ông Võ Hoàng Yên về cái tội là vô ý làm chết người thân của mình trong quá trình khám chữa bệnh tại cơ sở Hưng An Tự. Theo cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Tánh Linh, cơ sở Hưng An Tự được cấp phép khám chữa bệnh từ năm 2013. Ông Võ Hoàng Yên là người có bằng y sĩ chuyên nghiệp về y học cổ truyền và được cấp phép hành nghề khám chữa bệnh. Cái vấn đề về khám chữa bệnh, về bằng cấp, về chứng chỉ hành nghề rồi đó, thì trước đây mình cũng đã làm một cái video clip rất là rõ ràng và có liên hệ với bên sở y tế, bên những người có chuyên môn về dược, về y tế hay là chứng chỉ hành nghề rồi đó, nó rất là rõ rồi. Là cái chuyện này có lẽ là không cần phải bàn lại, bởi vì chắc có lẽ là ai trong đầu mỗi người đều có suy nghĩ, có nhận định riêng về cái vấn đề cấp giấy phép hành nghề cho ông Võ Yên rồi đúng không? Đó. Ông Võ Yên là người có bằng y sĩ chuyên nghiệp về y học cổ truyền và được cấp phép hành nghề khám chữa bệnh. Cái việc khám chữa bệnh từ thiện của ông Võ Yên tại Hưng An Tự đã được Ủy ban dân huyện Tánh Linh đồng ý. Tánh Linh đã đồng ý rồi ông này mới hành nghề được. Đó. Vào ngày 16 tháng 11 năm 2017 thì bà DTN, cái này người ta mất rồi cho nên viết tắt vậy cả nhà. Bà DTN được người thân dẫn đến cơ sở Hưng An Tự để ông Võ Hoàng Yên khám, thì bà N đã không qua khỏi và tử vong trong ngày. Đó. Theo cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Tánh Linh thì bà N có mắc bệnh bú cổ, tức là đến đó cho ông Võ Hoàng Yên trị cái bệnh bú cổ của bà đó, đúng không? Sau khi mất thì gia đình bà N không đồng ý khám nghiệm pháp y và đưa thi thể đi thiêu. Tức là khi mà người thân người đó mất á, thì gia đình đã không có khám nghiệm tử thi mà đi thiêu liền, đúng không? Cho nên á, đơn vị không có cơ sở xác định cái nguyên nhân tử vong. Do đó cái chỗ này mới là mấu chốt của vấn đề, đúng không? Đó là
cái lúc đó người thân đã đưa đi thiêu rồi, cho nên đâu có khám nghiệm tử thi để kết luận là có phải là do ông Võ Hoàng Yên bóp cái bú đó rồi gây nói chung là tổn thương và mất đâu, đúng không? Cho đó người ta kết luận rằng là do không đi khám nghiệm pháp y và đưa đi thi thể đi thiêu. Vì vậy đơn vị không có cơ sở xác định nguyên nhân tử vong, không đủ yếu tố cấu thành tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp. Có lẽ là cái mấu chốt chỗ này. Nhưng mà thật sự nếu mà chỉ căn cứ vào cái chuyện là không có đi giám nghiệm pháp y đó, thì kết luận thì từ đầu có lẽ là không tính một năm nay đâu. Có lẽ là người ta điều tra thêm cái nhiều cái vấn đề khác, nhưng mà người ta nói về cái nguyên nhân chính thôi. Nguyên nhân chính là không có khám nghiệm pháp y thôi. Chứ thật sự theo mình nghĩ á, nó cũng vẫn còn liên quan đến nhiều thứ, đâu phải là khám nghiệm pháp y là 100% đâu, rồi còn những yếu tố khác, không, rồi nhân chứng, rồi ôi tùm lum thứ hết. Nhưng mà người ta thấy cái nguyên nhân này là chính hay sao đó, bây giờ người ta đưa trở lại và người ta lấy làm căn cứ để trả lời báo chí ha. Và trả lời báo chí là làm sao mà không khởi tố cái vụ hình sự đó. Không đủ yếu tố cấu thành tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp. Do đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Tánh Linh đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự và thông báo đến các cá nhân liên quan. Kết luận vụ việc cũng được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Tánh Linh gửi đến Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp. Theo vị lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Tánh Linh, thì các cơ quan tố tụng địa phương nhận nhiều đơn tố giác đối với ông Võ Hoàng Yên. Đơn vị đã xác minh, làm rõ từng vụ việc, riêng cái trường hợp trên vừa có kết quả. Thật sự thì nói cho hung vô thì cái bài báo này đăng cũng chỉ là một cái trường hợp thôi. Và chúng ta biết rằng cái vụ việc mà những cái người thân đó người ta tố là có đến 5 trường hợp đó, chứ không phải là riêng cái trường hợp này. Và không biết là những người đó có nộp đơn chưa, nhưng mà đúng theo như báo pháp luật Việt Nam có đưa là rõ ràng những cái người đó đều gửi đơn lên đến báo pháp luật Việt Nam, đúng không? Nhưng mà về quan trọng đó, cái chính bây giờ là khi mà bà Hằng lôi cái vụ này ra đó, là nhiều người thắc mắc rằng là ông Võ Hoàng Yên ổng có trị hết bệnh cho người ta hay không, đúng không? Ổng có phải là thần y không? Ổng phải là thần thánh hay là thần gì hay không? Hay là ổng chỉ là một cái người bình thường rồi cũng kiểu như là bốc thuốc nam trị bệnh bình thường thôi, chứ không đến nỗi đến cái mức mà chữa hết những cái bệnh câm điếc, những cái bệnh bại liệt bẩm sinh hay là rất là nhiều những cái bệnh khác, nào là bú cổ gì đó. Cái quan trọng là chỗ đó cả nhà. Chứ còn cái chuyện mà những cái vụ mà chết người này á, giống như cái bài báo đăng đó, là không có căn cứ khi mà không khám nghiệm tử thi hay là cái gì đó, thì cái chuyện đó là chúng ta không có bàn nữa. Tại vì cái thời điểm nó xảy ra đã quá lâu rồi, và thời điểm đó người ta không có làm được gì ông thần này, thì bây giờ lật lại thì cũng hơi khó, đúng không? Đó. Và cái quan trọng nhất là ông thần này nè, ông có trị hết bệnh không? Ông có đúng cái danh là thần y hay không? Nếu mà thật sự là đúng thần y á, thì cũng nên trả lại cái danh xưng đó cho ông để ông trị bệnh giúp người chứ, đúng không? Trong khi dạo này thì dịch bệnh bùng phát quá trời luôn, mang trả cái danh đó lại cho ông trị bệnh cứu người chứ. Ông nói là ông mang danh nghĩa là từ thiện mà, chữa bệnh từ thiện hết, chữa bệnh miễn phí hết. Vậy thì tại sao không trả cái danh thần y lại cho ông? Cái quan trọng là chỗ đó đó. Chứ còn cái chuyện là mình thấy những cái nạn nhân này á, có đơn rồi khiếu nại tố cáo gì đó, nhưng mà cái thời gian quá lâu rồi, tại sao cái thời điểm kia không làm để bây giờ mới làm, thì mình thấy nó cũng hơi bị khó ha. Cơ bản như là cái trường hợp này đó, thấy trước mắt rồi đưa vào ông đó trị bệnh xong trở về mất, nhiều khi là mất ngay trước cửa đó, cái cơ sở đó luôn nữa, nhưng mà cũng không làm gì được rồi. Thì chúng ta hiểu rồi, hiểu cái vụ việc nó như thế nào rồi. Nhưng bởi vì cái quan trọng bây giờ á là ông thần y đã có trị bệnh hết người hay không. Nếu mà ông trị bệnh hết người, ông tài giỏi như là 14 năm qua ông đã thực hành, ông đã làm việc như vậy đó, thì nên trả cái danh xưng lại cho ông, để cho ông hoặc là cấp phép hành nghề, khuyến cáo hành nghề để cho ông tiếp tục chữa bệnh của người. Chứ không có thể nào mà vì một vài lời nói của cô Nguyễn Phương Hằng hay là vì là lời nói của ai mà lại làm cho ông thần bị mang tiếng mang tâm, đúng không? Nếu thật sự ông giỏi thì ông đâu có gì phải mang tiếng, chỉ cần ra trị 5-10 người thôi rồi hốt phần nửa tài sản bên phía Đài Nam vậy thôi. Đó, cô Hằng cũng vẫn mới lên live vẫn nhắc về cái chuyện đó. Chúng ta cùng chờ xem cái ông thần y có quay trở lại như ngày xưa hay không hả cả nhà. Rồi, xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi ạ. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.